Tiếp theo chương trình là mục tự hào hàng Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất bu lông ốc vít. Sự chuyển mình này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội mới mà còn nâng cao độ tin cậy và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế. Đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống và sản xuất, ngành công nghiệp phụ kiện như sản xuất bu lông ốc vít được coi là ngành cơ bản trong sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Nếu ngành công nghiệp này không được chú trọng phát triển, các quốc gia có thể gặp thách thức trong việc tự sản xuất các máy móc, thiết bị và vật tư cần thiết, từ đó làm tăng sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Nhận ra vai trò then chốt của thị trường sản xuất linh kiện tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất cơ khí Quốc Cường đã nhanh chóng gia nhập chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp phụ trợ từ năm 2013. Với tầm nhìn dài hạn, công ty đã và đang triển khai nhiều dự án mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư vào máy móc hiện đại, cũng như phát triển đội ngũ kỹ sư và công nhân tay nghề cao. Hiện tại, đơn vị này đã xây dựng nhà xưởng rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tự tin đáp ứng các đơn hàng có sản lượng từ 600 tấn đến 800 tấn mỗi tháng. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư thêm nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, tự động hóa, nhập khẩu 100% từ Đài Loan. Với sự đầu tư chỉnh chu, bài bản cùng phương châm không sao chép các mẫu sẵn có, đơn vị đã đánh bại những thách thức truyền thống, tạo ra được những sản phẩm đa dạng mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về khả năng chịu tải, chống ăn mòn, chống hen rỉ, độ bền tốt trong điều kiện khắc nghiệt. Để có được cái sự phát triển như ngày hôm nay, tập thể cán bộ, công nhân viên cũng như là ban lãnh đạo đã có những cái quyết tâm rất là mạnh mẽ, quyết tâm, niềm tin sẽ làm bằng được những cái gì thuộc về mình, ngành cơ khí mà mình quan tâm và hướng tới. Trước đây công ty Quốc Cường sản xuất chủ lực là trong nước, xong một vài năm đổi lại đây thì do cái nhu cầu của thị trường, của thế giới, và công ty cũng đã cảm nhận được cái khả năng, năng lực của mình về sản xuất những cái ốc vít chất lượng cao. Ban lãnh đạo cũng đã tổ chức quy tụ những người có năng lực thực sự và có chuyên sâu về vấn đề giải quyết, về vấn đề làm ốc vít. Chúng tôi mong muốn ngành cơ khí của Việt Nam nói chung và cơ khí của công ty Quốc Cường nói riêng có được nhiều cái cơ hội tiếp cận phát triển hơn ra các thị trường bên ngoài, đặc biệt là các nước như châu Âu, như Mỹ, để chúng tôi có thể là phát triển ngày càng lớn hơn và bền vững hơn. Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và vị thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, công ty Quốc Cường chủ động thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận công nghệ hiện đại và học hỏi kinh nghiệm từ các thị trường phát triển. Tôi nhận thấy rằng công ty Quốc Cường được tổ chức rất tốt. Những gì chúng tôi thấy trong chuyến tham quan thực sự rất thú vị. Tôi nghĩ rằng công ty có khả năng sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao. Điều này có thể mang lại lợi ích cho chúng tôi vì chúng tôi là một công ty thương mại đến từ Hungary và đang tìm kiếm nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam. Theo đuổi giấc mơ, đưa ngành sản xuất linh kiện bu lông ốc vít trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam, công ty đã phát triển thương hiệu ốc vít Minh Tâm, chi nhánh sản xuất và phân phối sản phẩm tại thị trường miền Bắc. Ốc vít Minh Tâm không chỉ là một sản phẩm quan trọng trong hệ thống mà còn là biểu tượng của sự tiếp nối bền vững. Thương hiệu này đã kế thừa và phát huy rất tốt sứ mệnh cốt lõi từ việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tính độc đáo và sự khác biệt, góp phần mang đến những giá trị gia tăng cho khách hàng và ngành công nghiệp Việt Nam. Công ty Quốc Cường không ngừng đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để đưa ra những cái sản phẩm đa dạng hóa về mặt số lượng và chất lượng. Chính vì vậy mà thương hiệu vít bắn tôn Minh Tâm luôn luôn có những cái sản phẩm mới đi đầu để khai thác thị trường ở ngoài miền Bắc cũng như cả nước. Đã trải qua hành trình phát triển ấn tượng từ một doanh nghiệp nhỏ lẻ đến một địa chỉ được tin tưởng sử dụng trong các công trình trọng điểm quốc gia như dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các công trình công nghiệp, nhà máy sản xuất ô tô, nhà máy điện, nhà máy sản xuất điện tử, viễn thông. Đến nay, Quốc Cường còn khẳng định được giá trị của mình khi liên tục chinh phục được các thị trường kim khí khó tính trên thế giới như thị trường châu Âu, Mỹ. Với tầm nhìn quốc tế, sức mạnh địa phương và cam kết chất lượng, đơn vị này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam mà còn góp phần làm tăng lên vị thế ngành công nghiệp cơ khí trên trường quốc tế,
mang theo ước mơ và khát vọng không ngừng đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường bù lông ốc vít tại Việt Nam.